Giật mình thì mình bị toàn dầu mỡ kìa. Dầu toàn dầu ở dưới. Kịch toàn dầu mỡ thôi. Đây là 5 độ đúng không? Nắp một cái này có một cái vùng vậy. Anh ơi, cái hai tay này nó có nghĩa là để làm gì đấy hả anh Cường ơi? Nó chưa dịch sang tiếng Việt, à chưa dịch sang tiếng Anh, còn tiếng Hàn. Em thấy mẹ con này nó có vẻ là hơn hàng với image mà không chứ.